Đời ngắn ngủi, đừng ngủ dài. Hãy là chính mình. Warren Buffett từng nói, không bao giờ có ai giống bạn. Một ý tưởng rất thâm thúy. Không bao giờ có ai giống như tôi, và không bao giờ có ai giống như bạn. Giữa hàng tỷ người khác, bạn là duy nhất. Một bản thể duy nhất tồn tại hôm nay. Thế thì hôm nay, bạn có là chính mình? Hãy tự hỏi. Bởi vì không còn lúc nào thể hiện chính mình tốt hơn lúc này. Tôi nhớ đến lời của triết gia Herodotus. Thà chấp nhận rủi ro phải gánh chịu một nửa những chuyện xấu mà ta từng dự đoán trước, còn hơn giữ mãi sự vô danh hèn nhát vì sợ những điều có thể xảy ra. Một lời nói tuyệt đẹp. Khi trưởng thành, ta chấp nhận những niềm tin tiêu cực, những giả định sai lầm, những nỗi sợ đang phá hoại thế giới quanh ta. Chúng trở thành rào cản vô hình. Khi đối đầu với những rào cản trong công việc, trong đời sống, ta thoái lui. Ta tin rằng giới hạn là có thật. Vì thế, ta lùi bước trước tất cả những gì mình đáng trở thành, đáng làm, đáng có. Thế nên, tôi mong bạn tự hỏi về rào cản vô hình của mình, ý thức về chúng, quan sát chúng, thách thức chúng, để khi một trong số đó đối đầu với bạn, thay vì chạy mất, bạn sẽ dùng sức mạnh ý chí và nhiệt huyết của trái tim để lao qua nó, tiến về miền tươi sáng mà cuộc đời bạn đáng được hưởng. Cuộc sống rộng ra hoặc co lại tùy vào ý chí muốn tiến thẳng vào nỗi sợ của mình. Hãy tự thực hiện những gì bạn sợ, bạn sẽ tỏa sáng. Trước hết, bạn sẽ thấy nỗi sợ chẳng qua chỉ là ảo giác. Thứ đến, bạn nhận được phần thưởng cho lòng can đảm, bởi vì bên kia cánh cửa của bất cứ nỗi sợ nào cũng đều có sẵn những món quà lộng lẫy. Ta hình thành nhân cách qua các cuộc nói chuyện. Ta bị ảnh hưởng bởi ý tưởng mình nghe được và bởi người đang nói chuyện. Mỗi người bạn tiếp xúc đều biết ít nhất một thứ mà bạn không biết. Đừng để họ ra đi mà chưa học được điều gì. Sáng nay tôi thức dậy với những lời trong một bài hát. Ủy mị chẳng ích gì, chuyện trôi qua nhanh lắm. Đúng như thế, cuộc đời thực sự đang trôi nhanh lắm. Sao lại có thể trì hoãn việc có thể làm hôm nay cho những lúc rảnh rỗi trong tương lai xa xôi nào đó? Sao lại chần chừ thụ hưởng những giờ phút tuyệt vời và chờ đến khi về già? Vậy, hãy đong đầy ngày tháng với nhiều hoạt động, cười nhiều lên, yêu nhiều hơn, ước mơ thêm. Nếu có cơ hội xảy đến trong những giờ tới, hãy chộp lấy, bởi vì tháng ngày đang đi qua rất nhanh. Không có lỗi. Người ta rất dễ tự hành hạ mình vì những lỗi lầm từng gây ra. Xin hỏi bạn câu này, có điều gì thực sự là một lỗi lầm? Điều mà ta gọi là lỗi lầm thực ra ẩn chứa nguồn học hỏi phong phú. Đó là cơ hội nhận thức và hiểu biết hơn để có được những kinh nghiệm quý giá. Tất cả những gì xảy ra trong cuộc đời, tốt đẹp lẫn khó khăn, đều cần thiết để giúp bạn trở nên con người hôm nay. Một ngày mới. Một ngày mới trao gửi cơ hội để bạn bày tỏ sự can trường, ứng xử lịch thiệp, liên kết chân thành, rèn luyện những thói quen giúp bạn tiến lên một cuộc đời tốt đẹp hơn. Bạn trân trọng điều gì trong cuộc sống, điều đó sẽ phát triển. Hãy trân trọng vì có sức khỏe, trân trọng gia đình, trân trọng quà tặng, bạn bè, công việc. Hãy trân trọng cuộc sống và viễn cảnh sẽ bắt đầu thay đổi. Bạn sẽ thấy cuộc đời mình được chúc phúc. Chúng ta thật dễ bị cuốn vào sự tất bật của công việc hàng ngày mà quên đi rằng mình cần ý thức về những gì đang làm. Triết gia Bertrand Russell đã viết, hầu hết người ta thà chết còn hơn phải suy nghĩ. Loài người là tạo vật duy nhất trên thế giới có thể bước ra khỏi bản thân để hồi tưởng về những tư tưởng và hành động của mình. Vậy, hãy sống với đôi mắt mở to, ý thức về tư tưởng, về hành động, về nhiệm vụ, về những mối ưu tiên. Ý thức về tài năng, về nỗi sợ, về niềm đam mê. Hãy có ý thức về mọi thứ, hãy sáng suốt và hành động để không ai chê được. Một trong những câu nói tôi thích nhất của George Bernard Shaw là: người có lý điều chỉnh bản thân theo thế giới, người vô lý kiên định điều chỉnh thế giới theo bản thân. Vì vậy, mọi tiến bộ đều tùy thuộc vào người vô lý. Đừng nên sợ hãi trước thất bại hay thất vọng để rồi không dám ước mơ. Thế giới cần nhiều người biết ước mơ, cần người vô lý biết đấu tranh chống lại những gì thông thường, cần người chống lại sự cám dỗ của tính tự mãn và dám hành động theo cách họ vẫn luôn thực hiện. Bạn có thể là một trong những người ấy từ ngày hôm nay. Vai trò lãnh đạo. Ai cũng có thể biểu lộ khả năng lãnh đạo, nhưng như thế không có nghĩa là
ai cũng lãnh đạo công ty. Tôi thấy rằng những công ty giỏi nhất trên hành tinh này có cùng một yếu tố. Họ phát triển người có vai trò lãnh đạo khắp công ty nhanh hơn đối thủ của họ. Điều ấy là ưu tiên hàng đầu. Hãy biết vai trò của mình. Mọi người cần có thái độ của nhà lãnh đạo. Dù họ làm gì chăng nữa, nghĩa là mọi người cần nhận trách nhiệm để đạt kết quả cao nhất. Mỗi ngày cuộc đời gửi đến bạn cơ hội học hỏi, phát triển và bước gần đến chân thiện mỹ. Đừng bỏ lỡ, đừng lựa chọn sự hối tiếc. Một trong những cách nhanh nhất để tìm ra giải pháp cho một vấn đề hay một thách thức đang đối mặt là hỏi đúng câu hỏi. Câu hỏi đúng chắc chắn sẽ hướng đến câu trả lời chính xác. Trong công việc, những người nổi bật thường rất giỏi đưa ra các câu hỏi đúng. Chúng giúp họ tăng tốc đến nơi cần đến. Trong cuộc đời, tự hỏi những câu đúng đắn sẽ cho phép bạn tiếp cận nhiều triển vọng hoàn toàn mới. Sau đây là 6 câu hỏi tôi muốn chia sẻ với những người đang tìm kiếm vai trò lãnh đạo. Điều gì, nếu thực hiện, sẽ ảnh hưởng sâu xa đến cách tôi làm việc và cách tôi sống? Điều gì cần xảy ra trong khoảng thời gian bây giờ và cuối ngày thứ 90 để tôi cảm thấy 3 tháng đó là tốt nhất cho công việc và cuộc sống cá nhân? Tôi cần biểu lộ lòng trân trọng với những ai? Tôi muốn phát huy điều gì trong sự nghiệp và trong đời sống cá nhân? Tôi sẽ cảm thấy biết ơn điều gì mà hiện nay tôi chưa cảm thấy? Tôi muốn người ta sẽ nhớ đến tôi về điều gì khi tôi nghỉ hưu? Khiêm nhường. Người vĩ đại nhất là người khiêm nhường nhất. Người giàu nhất Canada, Kenneth Thompson, qua đời cách đây khá lâu. Báo The Globe and Mail viết một tư liệu về ông. Mỗi cuối tuần, ông tản bộ xuống một quán ăn nhỏ gần nhà và gọi bữa sáng với giá chỉ 10,95 đô la. Chủ quán ăn kể lại về sự khiêm nhường hết mực của Thompson. Ông luôn luôn rất tử tế và giản dị. Ông pha trò với nhân viên hầu bàn và không bao giờ biểu lộ thân thế của mình. Và giờ đây, mọi người đều có kỷ niệm để nhớ về ông. Những từ thật khó quên. Khiêm nhường, yếu tố cần thiết để tạo nên một di sản đẹp rạng ngời. Nhãn hiệu nổi tiếng. Bạn là một nhãn hiệu. Dù bạn nghĩ gì đi nữa, khi người ta nghe tên bạn, họ liên tưởng ngay tới điều gì đó. Vậy nên, tôi đề nghị bạn hãy biết quản lý nhãn hiệu ấy thật tốt. Hãy thực hiện những bước cần thiết để trở thành một trong những nhãn hiệu được ưa chuộng. Một nhãn hiệu liên tưởng đến sự mới mẻ, gắn bó, độc đáo, cách mạng. Làm thế nào để vượt trội trong việc bạn làm với con người của bạn, để mọi người đều thích bạn? Hãy suy ngẫm về nó, hãy hành động dựa trên nó. Yêu quý xung đột. Mọi người đều tránh xa xung đột. Nó khiến ta cảm thấy tồi tệ nên ta tránh né. Và hy vọng bằng cách nào đó xung đột tự hóa giải. Nhưng điều đó không bao giờ xảy ra. Mọi xung đột đều ẩn chứa cơ hội học hỏi một bài học quý giá và cơ hội phát triển bản thân về hiểu biết, nhận thức, quan điểm. Vậy, đừng trốn chạy xung đột. Đừng chỉ gửi email khi biết mình cần đối mặt với ai đó để nói rõ sự thật. Vai trò lãnh đạo cũng bao hàm cả sự quân bình giữa lòng trắc ẩn với sự can đảm. Chấp nhận là khôn ngoan. Chấp nhận nghe có vẻ thụ động, nhưng khi bạn cố gắng chấp nhận, bạn nhận ra nó hoàn toàn không có nghĩa là không làm gì hết. Đôi khi chấp nhận còn đòi hỏi nhiều nỗ lực hơn cả than phiền, đối đầu. Tất cả chúng ta đều có những ngày vất vả, những giai đoạn khắc nghiệt, lúc này hay lúc khác. Đó là vì bạn và tôi đều đang học trường đời. Thử thách, xung đột, mâu thuẫn, bất an, tất cả đều là phương tiện để ta trưởng thành. Khi chấp nhận điều phải đến, thì lúc cay đắng sẽ qua nhanh và ngày tươi sáng sẽ dài hơn. Người giỏi nhất không bao giờ tỏ ra quá nghiêm trọng về bản thân. Họ làm hết sức và cứ để sự việc diễn ra để cuộc đời làm phần còn lại. Vậy, hãy biết đùa, hãy thư giãn, cứ phấn đấu để trở nên xuất sắc, nhưng hãy pha thêm vào đó cho tiêu khiển và niềm hân hoan. Đừng siết cuộc đời quá chặt, mỗi bước thụt lùi đều mang hạt giống của những cơ hội, đôi khi còn lớn hơn nữa. Cách tăng quyền lực. Cách duy nhất để thực sự gia tăng quyền lực là cho đi quyền lực. Bạn càng giao phó, càng tin tưởng nhóm làm việc, và càng đầu tư nhiều để họ vượt trội, thì họ càng tận tâm, tham gia và tận hiến cho bạn. Quyền lực không đến từ sự ép buộc người khác lắng nghe mình
và bắt họ làm những gì bạn nói chỉ bởi vì bạn có chức quyền trên danh thiếp. Quyền lực thực sự sẽ đến khi bạn lan tỏa niềm đam mê, cho họ một lý do để leo lên đỉnh núi chiến lược, đối xử với họ bằng lòng tôn trọng và cho phép họ tỏa sáng, phát triển. Chiến thắng là nhờ nhóm giỏi nhất gồm 5 người, chứ không phải nhờ có 5 người giỏi nhất trong nhóm. Sự khác biệt giữa người tài giỏi và những người khác nằm ở thói quen. Một vài thói quen tốt, bạn chỉ cần có thể 2 hoặc 3 thói quen tốt là đủ, sẽ tạo khác biệt lớn cho cuộc đời và sự nghiệp của bạn lúc cuối cùng. Vậy, hãy chọn kỹ các thói quen. Tôi nhận thấy một số thói quen của những vượt trội bao gồm: đặt ra tiêu chuẩn cho mọi hành động đều ở mức độ hoàn hảo và toàn vẹn nhất, đưa ra quan hệ giữa con người lên hàng đầu, dậy sớm, hơi ít cho nhiều, ham mê học hỏi, vân vân. Người ta hay nói, càng làm việc chăm chỉ, bạn càng may mắn. Tôi nghĩ đến công việc của người nông dân. Quy luật đồng áng và quy luật thiên nhiên giống như quy luật trong công việc và đời sống. Khi gieo trồng, bạn sẽ gặt hái, chăm sóc và nuôi dưỡng hoa màu và mùa bội thu sẽ đến. Hãy ghi nhớ, càng gieo nhiều hạt giống, bạn càng thấy nhiều trái cây. Thoát khỏi vỏ sò. Đã lâu rồi tôi mơ ước viết nhạc để truyền đạt một thông điệp lớn. 2 ngày ở trong phòng thu với những người sáng tạo nhất mình từng gặp. Tôi phải hát, phải chơi đàn guitar, phải đi ra khỏi vỏ ốc có sẵn an toàn của mình, phải chập chững bắt đầu học. Tôi đã sợ hãi, đã kích động, rồi tràn ngập niềm vui và hân hoan. Tôi đã run rẩy và đã cười to. Quả là một trải nghiệm không bao giờ quên. Vậy, hãy ra khỏi nơi trú ẩn, chấp nhận rủi ro. Yêu cầu, ước mơ, liều lĩnh, vấp ngã, thất bại. Đừng bao giờ để ai nói rằng ước mơ của bạn không thể trở thành hiện thực. Cuối cùng sẽ có người thực hiện điều bạn hằng mơ ước. Tại sao người đó lại không phải là bạn? Đừng cố quá sức. Tôi khám phá rằng việc để cuộc đời dẫn dắt là điều rất quan trọng. Một bài học không hề dễ dàng và chính tôi vẫn đang học. Nếu đã cố làm mọi thứ nhưng sự việc vẫn không như kết quả bạn mong muốn, đừng cố quá sức, nghỉ ngơi đi, có thể mọi chuyện không hề sai, có thể chưa đến lúc, có thể cánh cửa này đóng lại nhưng cánh cửa khác đang mở ra. Hãy làm hết sức, rồi để cuộc đời làm phần còn lại. Để vượt trội, bạn nhất thiết phải trở thành người đổi mới xuất sắc, không ngừng khiến cho sự việc ngày càng tốt hơn và say mê khám phá nhiều cách thức mới để tăng thêm giá trị, khôn ngoan hơn, nhanh hơn. Vai trò lãnh đạo bắt đầu từ trong nhà. Gia đình là một tổ chức cần được chăm sóc, yêu thương và nâng đỡ nếu bạn thực sự nhắm đến một cuộc sống hạnh phúc mà bạn đáng được hưởng. Bạn có tự hào về con mình không? Chúng có chiếm ưu tiên hàng đầu trong đời bạn hay không? Với tôi là như vậy. Tôi phải chia sẻ với bạn rằng, đồ chơi, trò chơi điện tử hay bất cứ quà tặng nào đi nữa cũng không thể sánh bằng thời gian bạn dành cho các con. Tiền không phải là hình thức quan trọng nhất của sự giàu có. Thật sự không phải. Chất lượng cuộc sống rút gọn lại chính là chất lượng các mối quan hệ. Nếu tận tâm tìm cách khác khiến các mối quan hệ trở nên tốt đẹp, bạn cũng sẽ có một cuộc sống tốt đẹp. Vai trò lãnh đạo liên quan nhiều đến mối quan hệ. Những nhà lãnh đạo thực thụ biết xây dựng mạng lưới xã hội mạnh mẽ với các đồng đội, các nhà cung cấp, các khách hàng đáng tin cậy. Nhà lãnh đạo vượt trội cực kỳ giỏi trong việc kết nối quan hệ. Hãy tìm nhiều cách để kết nối với người bạn đang làm việc chung, với người thân yêu đang sống chung. Bạn không những lôi cuốn thành công đến với mình mà còn trở thành một người đầy hạnh phúc. Hãy là người đầu tiên mở lời chào khi gặp gỡ một người nào đó, gọi cho họ bằng tên, nhìn thẳng vào mắt họ khi nói chuyện, cười thật nhiều, đưa ra những lời khen ngợi chân thành và đối xử với mọi người như thượng khách. Chúng ta thường đánh giá thấp sức mạnh của nụ cười, của lời tử tế, của sự vỗ về, của tâm lắng nghe, của lời khen ngợi chân thành hoặc một cử chỉ săn sóc rất nhỏ. Tất cả những điều ấy đều ẩn chứa khả năng thay đổi một cuộc đời. Công ty khôn ngoan biết tranh thủ cảm xúc. Phần cốt yếu của cạnh tranh đâu phải là giành phần trong chiếc bánh. Cạnh tranh là để giành trái tim của khách hàng. Người ta mua sắm theo cảm xúc. Tôi uống cà phê Colombia.
Tại sao? Vì nó có mùi vị tuyệt vời và tôi cảm thấy vui. Tôi tìm mua sản phẩm của những công ty có nhận thức xã hội cao. Tại sao? Vì tôi cảm thấy mình cũng đóng góp một phần nào đó. Nhắm đến lý trí của khách hàng thì sản phẩm hay dịch vụ của bạn chỉ là một mặt hàng. Họ sẽ từ bỏ bạn khi đối thủ cạnh tranh chào mời với giá rẻ hơn. Nhưng kết nối được đến trái tim của họ, bạn sẽ giữ họ lâu dài. Những công ty vượt trội không có những khách hàng thích họ, mà là những khách hàng yêu họ, và điều đó giúp họ trường tồn. Làm chủ bản thân. Được cho tặng món quà cuộc sống nghĩa là bạn được trao một trách nhiệm cao cả. Mỗi chúng ta phải bước ra thế giới mỗi ngày và sống hết mình. Dĩ nhiên, cuộc đời không phải lúc nào cũng công bằng. Ta phải đối đầu với nhiều thời điểm khắc nghiệt. Ta cảm thấy cô đơn, muốn bỏ cuộc, không muốn đứng ở vị trí cao nhất của mình nữa. Hôm nay, bạn hãy suy nghĩ kỹ về tư duy của mình, cố hiểu tài năng cá nhân và tiềm năng trong bạn. Đừng chịu an phận, học nhiều hơn, đọc nhiều hơn. Phải khỏe mạnh, không, phải cực kỳ khỏe mạnh. Hãy tài giỏi và dễ mến. Mọi người đều có nhiều quyền lựa chọn hơn những gì họ tưởng, và khi dám liều lĩnh, những cánh cửa ta chưa từng biết rằng đang tồn tại sẽ bắt đầu rộng mở. Đời ngắn ngủi, đừng ngủ dài. Đây là một ý tưởng sâu sắc mà tôi mong bạn nên suy nghĩ. Giấc ngủ sẽ kéo theo giấc ngủ. Tôi biết rằng giấc ngủ rất cần thiết để giúp ta tiếp tục phát huy, đổi mới và khỏe mạnh. Tôi chỉ sợ ta ngủ quá nhiều. Đó chính là điều đã giới hạn một cuộc sống đầy tiềm năng. Có rất nhiều việc quan trọng phải làm, rất nhiều vùng đất vĩ đại cần khám phá. Cuộc đời là để sống, vậy hãy ngủ ít hơn để sống nhiều hơn. Đôi khi, chỉ cần bạn ra khỏi nơi thân quen và tiến về phương trời xa lạ để thử một cách thức mới, để nghĩ một ý tưởng mới, để thực hiện một cung cách mới. Cho đi là khởi đầu của tiến trình nhận lấy. Hay ủng hộ để có sự ủng hộ, khen ngợi để được khen ngợi, làm điều tốt để lôi cuốn điều tốt, trân trọng để cảm nhận sự trân trọng, yêu thương để được yêu thương. Cuộc đời vĩ đại không từ trên trời rơi xuống, mà phải được đẽo gọt và xây dựng như vạn lý trường thành. Chẳng có gì miễn phí, chẳng có buổi tiệc nào thật sự là buổi chiêu đãi. Điều tốt đẹp trong đời luôn đòi hỏi hy sinh và tận hiến. Đừng rơi vào ảo tưởng rằng cuộc đời tốt đẹp sẽ đến mà không cần nỗ lực. Hãy nỗ lực hết mình và điều tốt đẹp sẽ đến với bạn. Mỗi ngày, ta đều có cơ hội lựa chọn. Cách ta chọn sẽ hình thành số mệnh. Tuần vừa qua, tôi và các con trở lại thành phố Halifax ở Nova Scotia, một thành phố đẹp bên bờ Đại Tây Dương với người dân dễ thương và món cá khoai tây chiên ngon miệng. Khi bước ra khỏi một hiệu sách, một chiếc xe đi ngang qua với dòng chữ dán trên thân mà tôi không thể nào quên. Nói sự thật, dù có rung giọng. Ngày nay, quá nhiều người thích dùng từ hoa mỹ. Hàng ngàn lời hứa sáo rỗng, những câu đào to búa lớn nhưng chẳng tạo nên điều gì. Tôi thích nhà lãnh đạo thâm trầm, những người thinh lặng hư ít nhưng cho nhiều, và khi cần nói, họ nói sự thật. Vậy hãy cam kết trung thành với lời mình nói. Một trong những yếu tố tách biệt người lãnh đạo với kẻ khác đó là người lãnh đạo nói năng cởi mở, chân thành và động viên, cho dù giọng họ phải rung lên đi nữa. Vào cuối đời, điều duy nhất trường tồn chính là mình trở thành ai, tạo được sự khác biệt gì và cho đi tình yêu thương nào. Hãy hành động với lòng say mê, sự can đảm và ánh mắt sáng ngời, hành động đầy mãnh liệt. Có người đọc xong cuốn sách này hôm nay và bước ra thế giới để thực hiện một điều nào đó giúp họ lên một tầm cao mới của sự xuất sắc. Có người sẽ đưa ra quyết định trong những giờ tới để nâng cao chuẩn mực và thể hiện tiềm năng cao nhất. Có người sẽ bắt đầu một công việc nào đó mà theo thời gian sẽ tạo nên bước phát triển và kết quả không ngờ trên đường đời. Tại sao người đó không phải là bạn? Hãy quên đi những gì người ta từng nói. Đừng nghe những tư tưởng nhỏ mọn, hãy bịt tai trước những lời chỉ trích. Hãy tin vào sự thật, bạn sinh ra để làm những điều lớn lao trong đời mình, để ra ngoài thế giới và nổi bật lên. Mỗi lần bạn từ chối lời mời gọi ấy, bạn đã phản bội chính bản thân. Hãy nhớ,
con người thật của mình mà bạn được tạo nên để trở thành. Một lãnh đạo không cần danh phận, một con người duy nhất, một người khiến cuộc đời trở nên tốt đẹp hơn. Tôi muốn tạm biệt bạn bằng lời nói của triết gia Marcus. Để sống như thể đây là ngày cuối cùng, đừng bao giờ hoang mang, đừng bao giờ hờ hững, đừng bao giờ khiển trách. Đó là một tính cách hoàn hảo.